các con. Cô đến từ trường trung học cơ sở Tân Thế Hòa. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong tiết học đầu tiên của chương trình toán 6 học kỳ 2. Trước khi đi vào bài mới, cô và các con cùng ôn lại một số khái niệm về phân số đã được học ở tiểu học nhé. Phân số chính là sự biểu diễn gương của hai số tự nhiên A, B với B khác không, được viết dưới dạng A phần B. A là tự số, B là mẫu số. Ví dụ, 1 phần 2, 8 phần 5, 3 phần 5, vân vân. Vậy, khái niệm phân số ở tiểu học và ở lớp 6 khác nhau ở điểm nào? Cô mời các con tìm hiểu chương 5, phân số. Chương này gồm 8 bài. Bài thứ nhất, phân số với tự số và mẫu số là số nguyên. Bài số 2, tính chất cơ bản của phân số. Bài số 3, so sánh phân số. Bài số 4, phép cộng và phép trừ phân số. Bài số 5, phép nhân và phép chia phân số. Bài số 6, giá trị phân số của một số. Bài số 7, hỗn số. Và bài số 8, phân số ở quanh ta. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu bài thứ nhất nhé. Bài thứ nhất là chủ đề 37. Bài này gồm 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là mở rộng khái niệm phân số. Nội dung thứ hai là phân số bằng nhau. Và nội dung thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu cách biểu diễn số nguyên dưới dạng phân số. Nào các con cùng khởi động nhé. Cô có bài toán nhỏ sau. Ba người cùng góp vốn để thành lập một công ty. Số tiền góp vốn của mỗi người là bằng nhau. Kết quả kinh doanh 3 năm đầu của công ty được nêu như hình vẽ. Năm đầu tiên lỗ 20 triệu đồng. Năm thứ hai không lỗ cũng không lãi. Năm thứ ba lãi 17 triệu đồng. Các con thử nhớ lại ở chương số nguyên, các con đã biết sử dụng số nguyên để biểu diễn các tình huống trong thực tế cuộc sống. Bây giờ, các con thử dùng số nguyên thích hợp để biểu thị số tiền chỉ kết quả kinh doanh của công ty mỗi năm. Và sau đó đối chiếu với kết quả của cô nhé. Năm đầu tiên lỗ 20 triệu đồng, cô sẽ dùng số âm 20 triệu đồng. Tương tự năm thứ hai là 0 triệu đồng. Năm thứ ba là 17 triệu đồng. Vậy nếu chia đều số tiền đó cho những người góp vốn, mỗi năm mỗi người thu được bao nhiêu triệu đồng? Các con đã có kết quả thế nào? Đối chiếu với kết quả của cô nhé. Năm đầu tiên âm 20 triệu đồng, cô chia cho 3, vậy cô có số âm 20 phần 3 triệu đồng. Tương tự, năm thứ hai 0 triệu đồng. Năm thứ ba là 17 phần 3 triệu đồng. Các con chú ý, âm 20 phần 3, 17 phần 3 chính là phân số. Cô đố các con hai phân số này có tự số và mẫu số thuộc tập hợp số nào? Rõ ràng, nó thuộc tập hợp số nguyên. Như vậy, hai phân số này đã có tự số và mẫu số thuộc tập hợp số mở rộng hơn so với ở tiểu học. Đó là tập hợp số nguyên. Cô mời các con vào phần 1. Mở rộng khái niệm phân số, cô có khái niệm tổng quát như sau. Ta gọi A phần B, trong đó AB thuộc Z. B khác không là phân số. A là tự số và B là mẫu số. Phân số A phần B đọc là A phần B. Các con thực hành làm bài tập sau nhé. Hãy đọc mỗi phân số dưới đây và cho biết tự số và mẫu số của chúng. Câu A và câu B. Câu A chúng ta sẽ đọc là âm 11 phần 15, tự số là âm 11, mẫu số là 15. Tương tự, câu B chúng ta sẽ đọc là 3 phần âm 8,
tử số là 3, mẫu số là âm 8. Các con chú ý, phân số A phần âm B sẽ bằng âm A phần B, và âm A phần âm B sẽ bằng A phần B. Để thuận tiện trong việc tính toán các bài toán về phân số, thông thường ta sẽ đưa mẫu số của phân số về mẫu dương. Các con lưu ý nhé. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng so sánh hai khái niệm phân số ở tiểu học và ở lớp 6. Ở tiểu học, phân số A phần B với AB thuộc tập hợp số tự nhiên N, B khác không? Trong đó A là tử số, B là mẫu số. Ở lớp 6, phân số A phần B với A và B thuộc tập hợp số nguyên Z, B khác không? Trong đó A cũng là tử số, B cũng là mẫu số. Vậy, ở tiểu học và ở lớp 6, phân số đều có sự giống nhau ở đây chính là mẫu số khác không? Khác nhau ở đây chính là ở tiểu học, A, B thuộc tập hợp số tự nhiên. Ở lớp 6, A, B thuộc tập hợp số nguyên Z. Như vậy, khái niệm phân số ở lớp 6 được mở rộng đến tập hợp số nguyên Z. Các con lưu ý nhé. Tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai phân số bằng nhau nhé. Các con hãy dùng một phân số để biểu thị phần được tô màu xanh ở hình A và hình B. Ở hình A, cô thấy có 3 ô vuông được tô màu xanh. Vậy cô sẽ dùng phân số 3 phần 4. Tương tự, phần dưới cô sẽ dùng phân số 6 phần 8. Các con cũng dễ dàng tìm được phân số 4 phần 10 và 2 phần 5 để biểu thị cho phần màu xanh được tô ở hình B. Bây giờ các con thử nhận xét. Diện tích hai phần màu xanh ở hình A có đặc điểm gì? Diện tích hai phần màu xanh ở mỗi hình đều bằng nhau. Hay nói cách khác, 3 phần 4 bằng 6 phần 8. Các con thử nhân chéo tích tử số của phân số này và mẫu số của phân số kia. Cô có 3 x 8 và 4 x 6. Hai tích này như thế nào? À, hai tích này là bằng nhau và bằng 24. Tương tự ở hình B, cô cũng có kết quả. 2 x 10 bằng 5 x 4 bằng 20. Vậy, công thức tổng quát của hai phân số bằng nhau khi nào? Các con viết bài vào tập nhé. Công thức tổng quát: A phần B bằng C phần D nếu tích chéo A nhân D bằng B nhân C. Các con áp dụng để làm bài thực hành 2. Các cặp phân số sau đây có bằng nhau hay không? Vì sao? Các con làm bài vào tập và sau đó đối chiếu với kết quả của cô nhé. Ở câu A, cô nhận thấy tích chéo âm 8 nhân âm 30 bằng 15 nhân 16 và bằng 240. Vậy, phân số âm 8 phần 15 bằng 16 phần âm 30. Nhưng ở câu B, cô lại thấy tích chéo 7 nhân âm 16 không bằng 9 nhân 15. Nên phân số 7 phần 15 không bằng 9 phần âm 16. Từ bài thực hành 2 này, cô rút ra được kết luận. Các con lưu ý, để kiểm tra hai phân số có bằng nhau hay không, thì các con hãy nhân chéo tích tử số của phân số này và mẫu số của phân số kia. Nếu tích chéo đó bằng nhau, thì hai phân số đã cho bằng nhau. Và ngược lại, nếu tích chéo tử số của phân số này và mẫu số của phân số kia không bằng nhau, thì hai phân số đã cho không bằng nhau. Cô có một câu hỏi nhỏ muốn đối các con. Thương của phép chia âm 6 cho 1 là âm 6. Vậy âm 6 có phải là phân số không? Một số bạn sẽ trả lời âm 6 không phải là phân số. Vì
Nó không có dạng A phần B. Vậy câu trả lời chính xác ở đây là gì? Các con đi vào phần 3 nhỏ, biểu diễn số nguyên ở dạng phân số. Kết quả của cô là âm 6 bằng âm 6 phần 1 là một phân số. Các con lưu ý, mỗi số nguyên n có thể coi là phân số n phần 1. Khi đó, số nguyên n được biểu diễn ở dạng phân số n bằng n phần 1. Trong đó, n thuộc tập hợp số nguyên Z. Các con áp dụng làm bài thực hành 3 nhé. Biểu diễn các số âm 23, âm 57, 237 dưới dạng phân số. Các con làm bài tập vào vở, sau đó đối chiếu với kết quả của cô nhé. Âm 23 được biểu diễn bằng âm 23 phần 1. Lưu ý mẫu số của chúng ta là 1 nhé. Tương tự, âm 57 bằng âm 57 phần 1. 237 bằng 237 phần 1. Với câu B, các con hãy biểu diễn số 0 dưới dạng phân số. Các con có câu trả lời chưa nào? Số 0 sẽ bằng 0 phần 1, 0 phần âm 1, vân vân. Hay nói cách khác, 0 sẽ bằng 0 phần n, trong đó n khác 0, n thuộc tập hợp số nguyên nhé. Cô trò chúng ta sẽ cùng làm một số bài tập để củng cố lại kiến thức mà hôm nay chúng ta được học nhé. Bài số 1, viết phân số biểu thị phần tô màu trong các hình vẽ sau. Ở hình A, chúng ta sẽ dùng phân số 5 phần 8, vì có 5 phần được tô màu. Ở hình B, chúng ta sẽ dùng phân số 8 phần 18 hay 4 phần 9. Ở hình C, chúng ta sẽ dùng phân số 8 phần 15. Bài tập số 2. Cô có cái bánh hình vuông. Các em hãy cho biết có mấy cách để lấy được 1 phần 4 cái bánh hình vuông đó. Cách thứ nhất, các con quan sát. Cô chia theo hình vẽ. Cách thứ hai, cô sẽ chia theo đường chéo của hình vuông. Các con thấy bài tập này có thú vị không nào? Bây giờ chúng ta qua bài số 3, sách giáo khoa trang 9. Một bể nước có hai máy bơm để cấp và thoát nước. Nếu bể chưa có nước, máy bơm thứ nhất sẽ bơm đầy bể trong 3 giờ. Nếu bể đầy nước, máy bơm thứ hai sẽ hút hết nước trong bể sau 5 giờ. Dùng phân số có tự là số âm hay số dương tích hợp để biểu thị lượng nước mỗi máy bơm bơm được sau 1 giờ so với lượng nước mà bể chứa được. Như vậy, đối với trường hợp thứ nhất, cô sẽ dùng phân số 1 phần 3 để biểu thị lượng nước máy bơm thứ nhất bơm được trong 1 giờ. Với trường hợp thứ hai, cô sẽ dùng phân số âm 1 phần 5 để biểu thị lượng nước máy bơm thứ hai hút được trong 1 giờ. Vì trường hợp thứ hai là máy bơm hút hết nước trong bể, nên nó là một phân số có tự số là một số âm. Các con lưu ý nhé. Tóm lại, qua chủ đề này, các em nhớ lại phân số được viết dưới dạng A phần B, trong đó B khác không, thực chất là A chia B, với AB là số tự nhiên. Lên lớp 6, mở rộng hơn, AB là số nguyên, thực chất ta thêm phần số nguyên âm. Các em hãy linh hoạt A phần B bằng A chia B. Đặc biệt, nếu mẫu có dấu âm, ta phải biến đổi thành mẫu nguyên. Và để kết thúc buổi học hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các em làm một số bài tập để nhé. Em quan sát, chúc các em có một buổi học thật tốt.